Tại vì trường hợp của em là một trường hợp nhạy cảm. Nên hầu như là trong cái quá trình mang thai là em hoàn toàn là một mình hết. Cái bối cảnh á, mà mình biết tin rằng mình có một em bé trong bụng, một sinh linh đã đến với mình, thì nó đã diễn ra như thế nào Thiên An? Dạ thì cũng nói là do cái chu kỳ kinh nguyệt con gái của em nó cũng không đều. Ngày hôm đó là nó không đều mà em cũng biết. Nhưng mà đến rồi mình cũng phải nó lâu hơn những cái tháng bình thường. Thì em cũng thấy nôn chột dạ trong người. Xong là cũng vào cái pharmacy thì mới thấy một cái que thử thai mà dạng mới ra, mà cái loại này em thấy nó mới mà điện tử thì em cũng không biết nữa. Xong em mới mua về dùng thử. Thì em mua về em cũng thử thì nó lên hai vạch. Em nói hư rồi. Tại vì em không biết xài thiệt, tại vì cái đó loại mới lắm. Tự cho là nó hư luôn. Dạ, nghĩa là nó hư rồi. Thì em cũng giờ sao ta? Giờ cũng nghi mà cũng không biết là mình làm đúng hay không, tại vì nó khác với những loại bình thường. Cái em mới xuống pharmacy một lần nữa, nhưng mà em mua loại truyền thống, mua loại đường. Em mua 3 cây một lần luôn. Thế là em thử thì nó lên 2 vạch thiệt. Rồi lúc này có nói là hư luôn rồi. Dạ không, cái này em tin. Cái gì chưa que thử thai hư rồi. Cái lúc mà em tin đó là mình đã có thai rồi, tâm trạng của em như thế nào? Dạ em hoang mang như lúc em thử cái cây đầu tiên vậy á. Em cũng không biết diễn tả sao nữa. Em không biết làm gì hết. Xong rồi em mới báo cho ba bé. Thì cũng hoang mang giống như em vậy. Em hoang mang, bạn cũng kia cũng hoang mang, nên cả hai cũng hoang mang. Tại vì trường hợp của em là một trường hợp nhạy cảm, nên hầu như là em cũng hiểu và tự giác và có trách nhiệm với cái sự lựa chọn của mình. Nên hầu như là trong cái quá trình mang thai là em hoàn toàn là một mình hết. Không có gia đình luôn hả An? Em dạ. Có báo với gia đình không? Đến tháng thứ tư thì em mới dám báo với mẹ. Phản ứng đầu tiên của mẹ thế nào em? Mẹ em giả sốc chứ. Tại vì em cũng đang trên đà phát triển mà, như vậy thì nó sẽ bị lỡ dở cái tương lai của mình. Nhưng mà mẹ em là một người rất là tâm lý và rất là thương con. Thật sự mà nói, trong quá trình mang thai đến sinh con luôn, nếu mà không có mẹ em, thật sự em cũng không đủ can đảm để duy trì nó một mình đâu. Trước cái lúc mà mình chưa thông báo với gia đình, rồi mình thông báo với gia đình, thì ở hai cái khoảng thời gian này nè, thì em cảm thấy cái sự thay đổi về mặt tâm lý của em á, nó diễn ra như thế nào? Trước khi em báo với gia đình á, là em một mình, hoàn toàn một mình, mà mình không biết gì về cái vấn đề mang thai như thế nào, về cách chăm sóc, là em đã bị stress rồi. Mà bị một mình nó còn stress hơn, mà mình càng không thể nói với ai là càng thêm nặng thêm hơn nữa. Chỉ có mẹ thôi, mà mẹ là em không thể nói rồi. Tại vì em sợ mẹ sốc, mẹ sẽ buồn. Mà cái chuyện của em mà càng không thể nói với người ngoài nữa, là hầu như là em ôm một mình hết. Hầu như là em không tiếp xúc với ai luôn. Bạn bè em cũng không dám nói. Suốt 4 tháng không ai biết hết. Dạ đúng rồi. Chúng ta đến với cái cột mốc là sau khi em nói chuyện với bà ngoại. Thì sau khi nói chuyện với ngoại thì ngoại cũng khóc nhiều đó. Nhưng mà vì thương con, với lại là cũng thấy em một mình, chị cũng còn mỗi gia đình thôi. Mẹ em sợ em bị trầm cảm trong cái quá trình mang thai á, nên mẹ em xí xóa hết. Cứ để nó đi, từ từ, cứ mang thai, sanh con khỏe mạnh trước đi đã, rồi mình tính sau. Trời, thương bà ngoại quá. Thế thì khi mà con nó cứ trưởng thành trong bụng mình mỗi ngày như vậy, và em nuôi dưỡng con, em yêu thương con, thế thì cái tương quan giữa con em và cha của nó, thì mỗi cái lúc mà em nghĩ về cái mối quan hệ đó, thì lúc đó em nghĩ cái gì em? Em nghĩ là con là con của em. Tại vì em có đọc và tham khảo, nếu mà mình quá buồn nhiều quá thì cũng ảnh hưởng không tốt về bé. Mà mình cứ suy nghĩ hoài, em mà suy nghĩ là em sẽ khóc. Nên em cố gắng là... Em cũng không hiểu tại sao trong cái quá trình đó mà em có thể vượt qua một cách lành lặn như vậy luôn. Chợt biết là trời cũng thương em. Em chỉ suy nghĩ là bây giờ em đang một mình. Khi em đã chọn cái quyết định này rồi thì em phải tìm cách làm gì để ra tiền, để duy trì cái cuộc sống của em. Thì em bận lay hoay với những cái suy nghĩ đó rồi. Kiếm tiền. Dạ đúng rồi. Đồng tiền nó có sức mạnh ở đoạn này. Đó, các bạn thấy không? Nghĩa là ngồi buồn quá thì thôi, thay vì cũng là suy nghĩ thì thôi mình chuyển hướng đi. Giờ làm gì để có đúng tiền rồi. Làm gì để con khỏe, làm gì để mình khỏe, làm gì để sau khi sinh lấy lại vóc dáng cơ thể đó. Tự nhiên cái nó bận rộn lên thì cũng không còn thời gian để phải nghĩ những cái điều nó tiêu cực.